Xpander anh chị ơi, Xpander số tự động nhập khẩu Indo 2019 màu bạc. Xe này vỏ còn rin, rin được hai cái hay ba cái gì á, chạy được 65.000 cây số anh chị. Còn được hai vỏ trước ha, sơn rin thì còn nhiều miên man. Xe chuẩn anh chị, quá đẹp. Biển số 09529, 09529, biển số 61 Bình Dương. Đó, mình thùng rin đẹp chuẩn, nước sơn thì còn khoảng 85-90% trở lên, máy rin 100% nha, gầm bệ đẹp, nội thất đẹp, được lên full đồ chơi rồi, màn hình cam trước cam sau đầy đủ rồi. Dòng này thì 2019 2020 là xe còn nhập khẩu nha anh chị, 21 hình như là qua xe Việt Nam rồi, nhập Indo. Động cơ là 1.5 động, máy xăng 7 chỗ ngồi. Dòng này rất là thích hợp cho những anh chị em nào có nhu cầu mua xe chạy dịch vụ hoặc là gia đình, tiết kiệm nhiên liệu, động cơ bền bỉ và chạy rất là êm, lanh quanh đâu đó khoảng 6 lít xăng trong 100 km. Đăng kiểm thì còn tới 2 năm, tháng 7 năm 2025. Mình thùng nước sơn thì đẹp keng, sơn rin còn nhiều và tất cả những cái ráp mí cản rồi còn liền băng luôn. Em này được dán phim cách nhiệt rồi, bọc lại ghế da hết rồi và được lên full đồ chơi rồi. Đèn thì đèn led nha chị, led rin theo xe. Quá đẹp, quá dễ thương. Xpander nhập khẩu 2019 bán cho anh chị là 485 triệu nha, màu bạc 485. Tâm thấy thị trường người ta vẫn bán năm 20, năm 20 năm 25 á, mà không biết người ta có bán được không. Tâm bán 485 cho anh chị nha, số tự động nhập Indo 485, trần nỉ nguyên rin, bọc ni lông, xe khỏi chơi, được lên một bộ da ghế tuyệt vời. Bốn tám năm là có con xe số tự động 7 chỗ ngồi nha, gầm cao máy thoáng, rin từ A tới Z, cam kết cho nhà mình luôn, có ga tự động cruise control nè, có cân bằng điện tử nè, có đề nổ Sitatop nè. Cân bằng điện tử này, gập gương auto nè, xe tuyệt vời, ưng ý nha anh chị. Qua lăng cũ số đẹp thật sự luôn, màn hình Android 65.000 cây số, chất xe quá ưng ý nha anh chị. Em chốt anh chị là 485 nha. Xe nguyên viên ha, ốc tán nè, thường nó mới. Chị đến trực tiếp công ty xem xe nha và chạy thử ha, thoải mái luôn, cửa gió nè, ốc tán nè. Vỏ còn rin và còn gai rồi cũng còn cao anh chị. Xăng lắm, rất là ít hao xăng. Năm lít tư, có 5 lít mấy anh chị, cỡ đó đổ lại.
bồ đồ trắng tinh, xe đẹp, nhìn vô cái có cảm giác liền. Anh chị đến xem xe này là anh chị vừa ý liền. Giỏ là tầng thứ 13 2019. Thắng đĩa ABS. Gai vỏ rồi cũng còn dày. Cái dung vỏ được anh chị. Đăng kiểm thì 2025. 2 năm. Nội thất thì mới tinh. Được cái màu bạc cũng dễ dễ nhìn. Nội thất nè, mới đẹp nha, mới đẹp chuẩn. Ốc tán nè. Ưng ý. Quá vừa ý luôn anh chị. Nó đầy đủ tiện nghi, nó chất lượng, nó ổn định. Nó tuyệt vời. Nó có màn hình, nó có cam ve. Đầy đủ hết rồi. Máy mới, máy rất mới nha anh chị. Thắng ABS 4 bánh. Hai bánh trước là thắng đĩa, hai bánh sau là tăng chống. Mà nó đều là ABS. Keo chỉ riêng hết. Cabo chưa ra. Máy riêng 100%. Nhớt này phải thay anh chị, Tâm sẽ thay một bình nhớt mới rồi bàn giao. Chủ này nó chưa thay nhớt rồi, nhưng mà màu nhớt này chuẩn nha, không có bị ngập nước nha, không bị ngập nước, không bị bậy bạ. Màu nhớt chuẩn, có điều hơi đen, nó hơi ngà ngà, thay vô là vừa. Thay cho anh chị một bình nhớt mới tinh rồi bàn giao xe. Còn nếu mà không thay thì cho anh chị nhớt về nhà anh chị thay. Rồi anh Tâm bán cái xe nó vậy đó, nó xe nó chuẩn ổn và cam kết cho anh chị mình luôn, xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc là nguyên rin 100%, là nguyên rin, bảo hành động cơ hộp số 1 năm, keo chỉ là rin, nước sơn thì còn khoảng 90, 85-90%. Đây mí cản đồ nhìn nó rất là sát và khít luôn, xe vừa ý. Và Tâm chốt nhanh cho anh chị một cái mức giá là cực kỳ yêu thương, 485 triệu cho con Xpander 2019 nhập Indo màu bạc, 65.000 cây số, vỏ còn rin hai cái hay ba cái gì đó. Chất xe đẹp lắm, bao chết test mọi hình thức, không lỗi lầm, không đâm va và không ngập nước. Bán cho anh chị là có bảo hành động cơ hộp số và bao cho anh chị là đi kiểm tra ở tại hãng Mitsubishi nha. Xe rin thì không có ngại gì hết. Nói chung là tiền nào của đó, anh chị lưu ý giúp Tâm. Mua xe đẹp thì giá nó cũng vừa vừa, chứ đừng có mua quá rẻ. Rẻ quá là sao ngon được anh chị. Đây là con xe ổn định và chuẩn nha. À, mọi thứ nó đang ở trạng thái tốt nhất rồi. Anh chị không cần phải làm gì nữa hết. Từ vỏ lốp cho đến đăng kiểm, cho đến nội thất, cho đến đồ chơi. Nó sẵn sàng hết rồi. Giờ chỉ việc lên xe là chiến thôi. Không cần phải đầu tư hay làm bất cứ một cái thứ gì nữa hết. Là có con xe 7 chỗ ngồi, số tự động, mà giá thì chưa tới 500. Anh chị alo cho Tâm để sở hữu em nó nha. Tâm xin chân thành cảm ơn. Xin hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ạ. À.